Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe và sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tăng Cảng. Mình tên là Thắng nha các bạn, mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục mua bán xe và sử dụng, cũng như hỗ trợ về ngân hàng nếu như các bạn nào đang có định mua xe và sử dụng bằng gốc ngân hàng nha. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe siêu sang và giá thì siêu rẻ luôn. Đó chính là chiếc Camry. Thì trước mặt các bạn đây chính là Toyota Camry 2.4G 2008, xe đi được 108.000 km, màu đen. Hiện tại thì công ty mình mới vừa thu về chiếc xe này, chưa có được vệ sinh dọn dẹp gì hết, thì nguyên hiện trạng một cái xe mới như vậy. Thì bây giờ mình sẽ đi quay cận cảnh về ngoại thất, nội thất và công bố về cái giá bán luôn, để cho các bạn nào chúng ta đam mê Camry, thích sự cổ điển thì thông qua clip này các bạn thấy được chiếc xe Camry này, muốn sở hữu cái này, chiếc xe này thì có thể liên hệ với mình, đặt cọc ngay để mình giữ xe, tránh mất cơ hội nha các bạn. Rồi xin mời các bạn. Rồi thì mình đi phía trước chứ nha các bạn. Đây là cụm đèn nè, đây là cái đèn zin theo xe, thì cũng gần hơn 12 năm rồi nha các bạn. Cái đèn nó cũng hơi ngã vàng, tuy nhiên thì công ty mình sẽ đánh lại cho nó sáng lên. Hiện trạng cái xe này chưa có dọn cho nên là cái đèn này hơi ngã vàng nha các bạn. Tuy nhiên đó là một cái đèn zin theo xe. Còn cái cản này các bạn, những vị trí dấu vết này nè, là những vị trí mà bên công ty mình sẽ sơn lại, sẽ dọn lại cho nó đẹp. Đó, cản này, đó, những cái chỗ này sơn lại hết. Đây. Thì xe cậu thì xe cũ cho nên là có những chỗ nó xấu thì bên công ty mình sẽ dọn lại hết. Bên đây cũng là đèn zin giống bên kia thôi. Ở đây cũng có sơn lại nè, những chỗ này đánh dấu là sơn lại nha các bạn. Chỗ này xấu. Chung hơn 12 năm rồi thì cái việc mà chạy xước xe là không thể tránh khỏi nha các bạn. Rồi tình trạng mâm lớp đây. Mâm con số quá trời nè. Những cái mâm này sẽ công ty mình sẽ làm lại, sẽ sơn lại. Lớp thì rất là dày nha các bạn. Rigaton. Khung gầm nè. Do chưa vệ sinh các bạn cho nên bùn đất dính trên xe nè. Gương chiếu hậu nè. Đó, chỗ này là con số vết trời nhỏ cũng sơn lại luôn. Đó, tốt là chiếc xe là hoàn chỉnh luôn nha các bạn. Cửa các bạn, những cái chỗ mình đánh dấu á là những chỗ đó sẽ sơn lại. Rồi bên phía mâm lớp sau nè, cục chỗ này chạy cũng sơn lại luôn. Lớp thì được cái là lớp cũng rất là dày nha các bạn. Thì đối với những mẫu Camry này thì cái kết cấu cái khung xe các bạn rất là chắc luôn. Sát xe rất là nặng cho nên chúng ta khi mà chúng ta chạy á, thì cảm giác rất là đầm nha các bạn. Rồi phía sau nữa các bạn, xe thì đã có 4 cảm biến, 4 cảm biến. Rồi có một số vết trầy nè, đó, những chỗ này sẽ sơn lại hết. Đèn thì cũng trầy nè, đèn này sẽ trầy, sẽ làm lại luôn chỗ này nè, đó. Mình quay cận cảnh cho các bạn thấy. Tại vì xe cũ về thì không thể nào hoàn hảo một chiếc xe được, chắc chắn phải có nhầm tốt lại rồi. Nhưng mà cái điều cơ bản của một chiếc xe cũ các bạn là không đâm đụng tai nạn, không ngập nước và không tua đồng hồ. Đó là những điều cơ bản nhất và bên công ty mình cam kết chất lượng cho các bạn luôn. Còn cái việc xe mà dặm tốt lại là cái chuyện đương nhiên phải làm. Rồi mâm lớp bên phía phụ nữa các bạn. Nè, cày nè. Sẽ làm lại hết. Cửa nẻo bên phía phụ nữa các bạn. Đó, những chỗ đánh dấu ít là những chỗ sẽ sơn lại đó. Những chỗ sẽ tốt lại. Đăng kiểm và đường bộ thì tới tháng 4 năm 2022 nha các bạn. Cho nên các bạn chúng ta cứ đi yên tâm, mà không phải lo về vấn đề đó. Còn phạt nguội thì công ty mình đã kiểm tra rồi, xe không dính phạt nguội nha các bạn. Rồi mình sẽ vô nội thất để coi cái tình trạng nội thất cái xe này nha các bạn. Đây, nội thất xe. Nói chung cũng hơn 12 năm rồi thì tình trạng nội thất cũng hơi dơ các bạn. Bên công ty mình sẽ đã vệ sinh lại hết. Ghế chỉnh điện. Vô lăng thì cũng hơi sư nè, phai màu theo năm tháng nè. Ghế thì hơi rách nè, bên tiên sẽ làm lại hết nha các bạn. Nguyên hiện trạng một chiếc xe. Đây số km thực tế nha các bạn, 120.000 km. Vô lăng nè. Con số nè các bạn. Đậu CD zin. Nghe cực kỳ hay luôn nha các bạn. Được cái xe này là mọi thứ còn nguyên zin nha các bạn, chưa từng thay thế bất cứ thứ gì.
Rồi phía sau nè. Đó, ghế đầu là do dùng cũng lâu các bạn, hơn 12 năm rồi thì nó hơi bị dơ các bạn. Dơ rồi bị chai, ghế da bị chai á. Tuy nhiên những chỗ đó bên công ty mình sẽ làm lại hết. Một chiếc xe nguyên zin. Nguyên zin từ đầu tới đuôi luôn. Đó, một chủ duy nhất luôn nha các bạn. Thì cái xe này thì hiện trạng thì nó cũng không còn đẹp lắm. Về ngoại thất, nội thất cũng không còn đẹp lắm do cũng lâu rồi các bạn. Tuy nhiên về cái chất xe á, máy móc, động cơ, khung gầm này nọ thì nó còn nguyên bản, chưa có từng bị thay thế gì hết. Đó. Chủ chạy thì được một cái là chủ trước á, bảo dưỡng cái xe rất đều luôn. Cho nên là về cái chất lượng cái xe này các bạn cứ yên tâm về phần chất lượng. Bên công ty mình cam kết những vấn đề về đâm đụng tai nạn và cặp nước về động cơ cho các bạn, cho nên các bạn cứ yên tâm về chất lượng. Còn về giá bán thì công ty mình dự kiến chào bán cái xe này với mức giá chỉ có 410 triệu thôi. 410 triệu cho một chiếc Camry 2.4G 2008. Xe đi được 120.000 km nha các bạn. Đó, một mức giá là khá là rẻ so với một chiếc xe sang luôn. Thì đối với hồi xưa chiếc xe Camry này có phải nói là các bạn phải bỏ tiền ra tầm khoảng trên 1 tỷ để mà sở hữu được chiếc xe Camry này nha các bạn. Hiện nay cũng hơn 12 năm rồi thì cái việc mà xe cộ rớt giá là chuyện bình thường nha các bạn. Quan trọng thì cũ người mới ta. Nếu như các bạn chúng ta yêu thích Camry, không có đủ tài chính để mà mua xe mới thì chúng ta có thể lựa chọn xe cũ để mà tiết kiệm nha các bạn. Còn về cái việc mà chúng ta di chuyển rồi cái độ an toàn khi mà dùng xe cũ á, thì nếu các bạn chúng ta đặt niềm tin vào hãng thì bạn yên tâm, tại vì hãng cam kết cho các bạn những điều đó, đã kiểm tra kỹ càng rồi mới bán cho các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip review chiếc xe Camry của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào. Quý vị và các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông tin xe cũ về nhanh nhất. Và đặc biệt sẽ nhận được một phần quà trị giá 500.000 đồng khi liên hệ Văn Thắng để mua bán xe. Xin chân thành cảm ơn.